Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video này thì mình sẽ đi kiếm tổ chim chào mào cho các bạn. Như trước thì mình đã bắt được một tổ chào mào đầu vụ rồi, cho nên là tầm này thì chào mào thì cũng gọi là không phải là đầu vụ nữa, nói chung là cũng gọi là vào vụ chào mào làm tổ rồi. Đây mình đang ở trong vườn bưởi đây. Thường trong vườn bưởi thì chào mào làm tổ rất là nhiều. Đây. Ngay đây là một tổ chim di nhồi này. Ở đây trên trên cao kia mình đã phát hiện ra một tổ chà mào rồi. Không biết là chà mào gì luôn. Tít trên ngọn cây. Giờ mình sẽ trèo lên, nói chung là hơi khó trèo, cây hơi bé. Cây rất to nhưng mà cành nó hơi bé này, phải hơi khó trèo. Ở trên cây, trên cành ngọn nữa là một tổ chào mào. Mình cũng chả biết là tổ chào mào gì nữa, hình như có con rồi. Vâng, trên tay mình đây là mình là tổ chà mào mình đã bắt xuống đây rồi, có hai con nó đang chuẩn bị bay chuyền rồi. Đây là tổ chà mào rừng nhá, chà mào rừng không phải chà mào đít đỏ. Đây là bình thường khi mà nhìn cái tổ ấy, thì mình không thể biết được, nó rất khó biết là chà mào rừng gì, hoặc là nghe chim bố mẹ nó bay ấy. Còn đây là mình bắt bắt chim non nó xuống rồi thì mình nhìn thì mình biết là đây là chà mào rừng ấy. Sau đây mình sẽ chỉ cho các bạn biết cách xem chà mào rừng nó như nào nhá. Tổ đấy có hai con luôn. Đây để xem chà mào rừng ấy, thì bạn nhìn cái màu lông của nó này. Mình cho nó đứng bên cây. Đây. Đây là hai chà mào rừng này. Các bạn nhìn chà mào rừng ấy. Thì cái màu lông của nó có một phần màu nó màu màu xanh xanh. Lông của nó một phần xanh xanh, nghĩa là nhìn chim nó không được nét, màu lông nó nhợt nhạt này. Màu thì chưa thể xác nhận được, nghĩa là nhìn nói chung là nhìn cái màu lông, lông nó xù xù, màu lông màu xanh xanh nhạt nhạt. Nó không được đậm màu như chà mào rừng, à như chà mào đít đỏ. Mà các bạn nhìn cái phần đít của nó, cái phần lông dưới đuôi ấy.
các bạn nhìn kỹ, cái phần lông ở dưới đuôi ấy là nó màu vàng, phần lông dưới đuôi màu vàng chứ nó không phải màu đỏ như chà mào đít đỏ, và lông nó xù xì, nó không được mịn và nó màu nó nhợt nhạt, lông có pha thêm chút màu xanh xanh đấy, đó là chà mào rừng đấy. Các bạn nào mà khi mà tìm được tổ chim mà không biết phân biệt chà mào đít đỏ, chà mào rừng như nào thì nói chung là đây là video chia sẻ cách phân biệt. Còn chà mào rừng này là mình không nuôi, mình sẽ để đây và cho chim bố mẹ nó, khi mà tiếng kêu ấy, chim bố mẹ nó xuống nó sẽ mớm mồi và nó sẽ dắt đi, nó nuôi. Chứ chà mào rừng thì mình không nuôi nhá. Vâng, video hôm nay thì mình chỉ kiếm được một tổ chà mào rừng thôi. Chà mào đít đỏ cũng nghe thấy tiếng kêu nhưng mà chưa tìm ra tổ. Rồi, hẹn các bạn trong video lần sau nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video.